Chào mọi người, tuần này mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan vườn đu đủ Thái nha. Mình sẽ cho các bạn xem các loại hoa đu đủ và cách phân biệt chúng. Đây là vườn đu đủ nè các bạn. Wow, con nhện to ghê. Vườn hiện đang trong giai đoạn cho quả rồi nha mọi người. Thật ra thì đu đủ là một cây tạp phái. Nó có cả ba loại hoa: hoa đực, hoa cái và hoa lưỡng tính. Trên cây đu đủ có thể có cùng lúc cả ba loại hoa này, hoặc cũng có thể chỉ có một loại hoa thôi. Nói chung là tùy cây. Ví dụ như cây này nè, cây này có cả hoa đực và hoa lưỡng tính luôn. Trong vườn của mình thì cây dạng này chiếm số đông khoảng 70%. Đây là hoa đực nè. Hoa đực là hoa mà chỉ có nhị thôi. Phần màu vàng là bao phấn đó. Cây chỉ có hoa đực thì chiếm khoảng 25%. Mấy cây nó không có giá trị kinh tế, nó không cho quả. Còn đây là hoa lưỡng tính nè. Mọi người hay nhầm nó là hoa cái. Thật ra nó có cả nhụy và nhị nên nó chính xác là hoa lưỡng tính nha. Mọi người có thấy rõ không? Hay để mình vặt nó xuống cho mọi người xem nha. Đây nè mọi người, mình hy sinh một chùm hoa luôn nè. Để mình tách vài cái cánh hoa ra để cho mọi người thấy được cái nhị của nó nha. Hai cái sợi nhỏ màu vàng vàng á là nhị đực. Còn cái phần mà nhìn giống quả đu đủ mini á là bầu nõn đó. Đây mới là hoa cái chân chính nè. Nó không hề có nhị mà nó chỉ có cái bầu noãn thôi. Cái hoa này không cần thụ phấn vẫn có quả nha. Cây mà chỉ có hoa cái như vậy thì chỉ chiếm khoảng 5% thôi. Rất là ít. Đấy là cái số liệu đối với cái vườn đu đủ Thái này nha mọi người. Để mọi người áp dụng cho cái vườn khác rồi lại cơm mình nói tào lao nữa. Ở đây á, mình gặp được cái cây đu đủ độc lạ nè. Một gốc mà hai ngọn luôn nha mọi người. Tự nhiên nó phân ngọn như vậy chứ hoàn toàn không có ai tác động gì vào nó hết cả mọi người ạ. Lại thêm một cây nữa nè, có hai ngọn nữa nè.
Cái cây như vậy trong vườn mình thấy hơi nhiều luôn á. Cái vườn này thì hiện tại mình đang cho trẻ nhỏ giọt, nhưng mà mùa khô chắc phải lắp thêm hệ thống tưới phun chứ sợ không đủ nước. Wow, trái này to ghê. Mọi người đoán xem nó được mấy ký? Mình nghĩ chắc nó phải trên 5 ký nhỉ. Vườn mình có mấy cây đu đủ, trái nó có nếp nhăn. Mình nhìn mình cảm giác nó giống như là cái bánh bao vậy đó. Giống như trái này nè. Tuy nhiên mấy trái như vậy á thì sẽ xếp vào hàng loại, không xuất khẩu được. Vì bên kiểm dịch á, họ sợ có côn trùng ẩn nấp trong mấy cái khe đó. Hy vọng những chia sẻ của mình là hữu ích. Rất vui vì các bạn đã đón xem. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần sau. Bye bye!